Xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube V Channel và mình là Đăng Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì Đăng Anh sẽ giới thiệu cho các bạn hai siêu phẩm sắp trình làng trong năm 2019. Và hai siêu phẩm này sẽ đến từ hai hãng điện thoại không quá xa lạ với chúng ta, đó chính là Xiaomi và Meizu. Vậy thì đó là những sản phẩm nào, hãy cùng Đăng Anh xem đến cuối video clip này nhé. Nếu như bạn là một người hay theo dõi và cập nhật tin tức công nghệ thì chắc hẳn bạn sẽ biết hình dáng và công nghệ của hai sản phẩm là như thế nào. Đối với Xiaomi thì họ đang sắp cho ra mắt một chiếc điện thoại có khả năng gập, và với Meizu thì họ sẽ cho ra một sản phẩm với thiết kế không lỗ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi bóc tách và phân tích xem là hai công nghệ này thực sự hữu dụng như thế nào nha. Đầu tiên là với chiếc điện thoại Xiaomi, lần này thì không phải là gập làm đôi nữa mà không gập ra như là những hình ảnh trước đây leak bởi Samsung hay là Apple, mà chiếc điện thoại lần này của Xiaomi có khả năng gập được làm ba. Theo một video clip mà Xiaomi đã chia sẻ thì chiếc điện thoại này sẽ có kích cỡ ban đầu như một chiếc máy tính bảng. Sau đó thì người dùng họ có thể gấp lại ở hai bên vào đằng sau như thế này và nó sẽ trở thành một cái kích cỡ của smartphone thông thường. Điều này thực sự là vi diệu luôn. Và đó là Xiaomi. Vậy thì Meizu trong lần ra mắt lần này họ đã mang lại chiếc điện thoại với công nghệ gì cho chúng ta? Đó chính là một chiếc điện thoại Meizu khổng lồ. À không, đó chính là một chiếc điện thoại Meizu không lỗ. Tại sao lại gọi là không lỗ? Bởi vì chính xác là thiết kế từ trước ra đằng sau, từ trên xuống dưới của nó không có một bất kỳ một cái lỗ nào cả. Thậm chí chúng ta sẽ không có lỗ jack tai nghe 3.5 nè, không có khay sim, không có cổng sạc, không có lỗ loa luôn, và nó chỉ có một cái lỗ duy nhất, đó chính là lỗ mic mà thôi. Hơn nữa thì chiếc Meizu này cũng không có phím bấm vật lý. Vậy thì có vẻ như là bạn đang thắc mắc là phương thức hoạt động của nó như thế nào. Sau đây Đăng Anh sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì với phó chủ tịch của Meizu là ông Linan cho biết là Meizu Zero là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng thiết kế nguyên khối và liền mạch một cách hoàn toàn, và ông gọi đây là ngôn ngữ thiết kế Unibody 3D. Máy được hoàn thiện từ chất liệu gốm cao cấp mang tới cảm giác cực kỳ sang trọng. Bởi vì là một chiếc smartphone không lỗ cho nên nó sẽ không có cổng sạc luôn. Và bạn nếu thực sự muốn sạc chiếc điện thoại này thì phải sạc chắc hẳn là phải qua một cái thiết bị không dây rồi. Không có cổng sạc cho nên máy chỉ có thể sạc không dây với công nghệ Super Encharge 18W độc quyền. Về cấu hình phần cứng thì Meizu Zero sẽ chạy cho con chip là Snapdragon 845 của năm ngoái, kết hợp với dung lượng RAM chưa được tiết lộ, camera kép ở mặt lưng sau sử dụng hai cảm biến của Sony là IMX380 12MP và IMX350 20MP, tương tự với cụm camera của bộ đôi Meizu 16. Trong khi đó thì camera selfie ở mặt trước sẽ có độ phân giải là 20MP và máy chạy sẵn trên nền tảng Android 9 Pie với giao diện Flyte 7 UI. Đặc biệt là với công nghệ màn hình gập làm ba từ Xiaomi, và đã có hẳn một video clip trên tay cũng như là thao tác với chiếc điện thoại này luôn, thì có lẽ như là Xiaomi họ đã đi trước Samsung rồi, không như cái cách mà trước đây Samsung luôn úp mở về cái màn hình gập của chiếc điện thoại của mình. Và với những cái công nghệ mới mẻ này, màn hình gập làm ba cũng như là smartphone không lỗ, thì nó cũng đã kịp có những hãng muốn học tập và làm theo. Ví dụ như là chúng ta có chiếc điện thoại Vivo Apex 2019 cũng sẽ là một smartphone không lỗ với cổng sạc 5 châm, truyền âm thanh qua màn hình, bút cảm ứng lực và RAM là 12GB. Tuy nhiên thì nói đi thì cũng phải nói lại, xem là không biết hai cái công nghệ mới mẻ này trên Xiaomi cũng như là Meizu có mang lại bất cập gì không. Chúng ta hãy cùng nhau đặt ra một vài nghi vấn nhé. Đầu tiên là với sản phẩm Meizu là một thiết bị không lỗ, khi mà nghe đến không lỗ thì Đăng Anh cảm thấy là hơi e dè nếu như mà phải lựa chọn có nên mua chiếc điện thoại này hay không. Thứ nhất là với một chiếc điện thoại không lỗ thì tất nhiên là bạn sẽ phải luôn kè kè theo một cái cục sạc không dây bên cạnh, và nó rất là lỉnh kỉnh phức tạp, chiếm nhiều diện tích và di chuyển mang vác thì cũng rất là khó khăn. Và hơn nữa, vấn đề quan trọng hơn là bạn phải còn bỏ tiền ra để mua cái thiết bị sạc không dây này. Và không chỉ dừng lại ở việc là nó không có cái lỗ để chúng ta có thể sạc pin mà phải sạc không dây đâu nha, mà chiếc điện thoại Meizu Zero này nó còn không có những cái lỗ rất là bất tiện. Ví dụ như là nó không có lỗ loa. Lỗ loa thì có thể tạm chấp nhận được bởi vì nó sẽ truyền âm thanh qua màn hình. Tiếp theo là nó sẽ không có lỗ jack cắm tai nghe, và điều này thì bạn sẽ phải mua thêm một thiết bị tai nghe Bluetooth không dây, và lúc nào cũng phải mang cái tai nghe nó ra ngoài đường. Nó còn không có lỗ SIM nữa, và với cái việc là chiếc điện thoại không có lỗ SIM thì bạn phải tập làm quen với việc sử dụng eSIM nữa đó. Vậy là nếu như mà đã quyết định mua một chiếc điện thoại không lỗ rồi thì bạn phải đối diện với việc là sẽ phải mua rất là nhiều lĩnh kỉnh linh kiện không dây đi kèm.
Tiếp theo là đến với những vấn đề bất cập của Xiaomi với chiếc màn hình điện thoại có thể gập làm ba. Thì trước hết là với cái màn hình gập làm ba đó, nhiều người sẽ e dè nghĩ rằng là nếu như mà nó bị rơi, vỡ hay là hỏng hóc thì cái linh kiện thay thế sẽ như thế nào? Với những cái điện thoại độc và lạ như vậy thì chắc hẳn là những cái linh kiện thay thế của nó cũng sẽ rất hiếm và mới mẻ. Và cái sự hiếm mới mẻ đó cũng dẫn đến việc là mức chi phí linh kiện sẽ rất là cao. Tuy nhiên, nếu như Xiaomi cứ tiếp tục phát triển cái dòng sản phẩm gập như thế này, và chúng ta thì sẽ có quyền hy vọng và tin tưởng, bởi vì Xiaomi là một thương hiệu đến từ Trung Quốc, cho nên là những cái linh kiện hay là những cái phụ kiện có thể thay thế được sẽ rất dồi dào tại thị trường Trung Quốc của họ. Vậy thì nó chỉ xảy ra với cái việc là họ tiếp tục phát triển dòng điện thoại gập này mà thôi. Tiếp theo thì sẽ là về phần mức giá bán của cả hai chiếc điện thoại này. Với chiếc điện thoại Meizu thì mình cảm thấy là chiếc Meizu 16 vừa rồi đã làm rất tốt và với mức giá cũng rất là ok luôn. Thì mình mong là trong năm nay với chiếc điện thoại Meizu Zero thì nó cũng sẽ có được một cái mức giá cao cao hơn một tí. Đơn giản là bởi vì nó sở hữu những cái công nghệ rất là excellent, ví dụ như là màn hình không lỗ. Tuy nhiên thì với mức giá, nhà sản xuất Meizu cũng cần phải đắn đo rất là nhiều. Bởi vì nếu một cái mức giá quá cao đến cho người tiêu dùng với công nghệ mới thì cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên, với cái mức giá cao đó, sau đó thì người tiêu dùng lại phải mua rất là nhiều phụ kiện đi kèm nữa, chẳng hạn như là Bluetooth không dây, sạc không dây v.v. eSIM thì lại mất thêm một khoản phí. Cho nên mình nghĩ là Meizu phải cân nhắc giữa cái việc là bán giá sản phẩm để người tiêu dùng còn có thể có một khoản dư ra để có thể mua thêm linh kiện không dây. Và tiếp theo là giá bán của Xiaomi. Không nói gì nhiều thì mình nghĩ chiếc điện thoại Xiaomi với cách gập ba màn hình này lại có thể là một phát súng đầu tiên mà Xiaomi muốn đánh mạnh cũng như là đánh bật tên tuổi Xiaomi hơn và đánh vào cái phân khúc giá flagship. Và sau khi ra hãng điện thoại Redmi tập trung vào phân khúc giá rẻ thì có vẻ như là Xiaomi cũng đang rất tập trung để phát triển những cái dòng điện thoại cao cấp và flagship của mình. Ok, vừa rồi là hai sản phẩm Meizu Zero và Xiaomi có thể gặp làm ba. Vậy thì bạn suy nghĩ gì về thông tin của những chiếc điện thoại này? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh YouTube B Channel đó. Bye bye!